Đàn bà độc ác, miệng thường nói ba lời này, đàn ông tránh xa kẻo rước họa vào thân, nghèo hèn suốt đời. Quý vị thân mến, nhiều khi chúng ta thật thà và lương thiện cho rằng một ai đó nói năng khó nghe chỉ bởi họ quá thẳng thắn, vô tư, không để bụng. Nhưng chúng ta không biết rằng những người thường xuyên nói những lời cay độc sẽ dẫn đến cuộc sống của họ không được thuận lợi, dễ làm mất lòng, ghen ghét, đố kỵ người khác. Những người đàn ông thông minh khi chọn vợ hoặc người yêu sẽ luôn để ý tới việc lời ăn tiếng nói, phát ngôn hay hành động của đối phương, người mà sẽ ăn đời ở kiếp với họ. Để nhìn ra đặc điểm một người phụ nữ có phúc hậu, đảm đang, tháo vát thì rất dễ. Nhưng để biết được người phụ nữ có tâm địa độc ác, nham hiểm, xấu xa, thậm chí là mất phúc đức thì chúng ta cần phải lưu ý tới những lời nói mà họ thường treo lên miệng. Vậy nên dưới đây là ba lời nói mà người đàn bà giả tạo ác độc thường xuyên nói ra, đàn ông khôn ngoan tuyệt đối không được lại gần, kẻo rước vạ vào thân, cả đời khổ cực, tiền tài đội nón ra đi, thậm chí là tán gia bại sản. Hãy cùng ngẫm thế gian lắng nghe và đi sâu vào tìm hiểu ngay sau đây. Đàn bà độc ác, miệng thường nói ba lời này. Thứ nhất, phụ nữ nói lời khó nghe. Có những người phụ nữ xung quanh chúng ta, những người mà khi họ bắt đầu mở miệng, dường như cái gì đó xấu xa và khó chịu đã lấn át từ lời đầu tiên của họ. Đôi khi chúng ta chỉ đơn giản là đang thích thú xem một bộ phim truyền hình, một tác phẩm nghệ thuật nào đó và đột nhiên có người xuất hiện và bắt đầu nói. Tại sao cậu có thể xem được những thứ này nhỉ? Những thứ này chỉ cho kẻ ngốc xem thôi. Chẳng có gì thú vị, lại mất thời gian. Đừng xem nữa, đừng xem nữa. Hoặc khi chúng ta tự tin mặc một bộ đồ mới mua để ra ngoài, đâu đó lại một giọng điệu khó chịu xuất hiện. Bộ này bao nhiêu tiền vậy? Trời ơi, mua đắt rồi. Quả thực là không đẹp, lãng phí quá. Đây là những trường hợp khi chúng ta đang ở trạng thái hào hứng, vui vẻ, và bất ngờ bị dội nước lạnh bởi những lời chỉ trích không cần thiết. Những người như thế này thường không nhận ra rằng họ vừa làm tổn thương người khác, không chỉ bằng những lời nói mà còn bằng sự thái độ tiêu cực của họ. Tuy nhiên, chúng ta không nên đánh giá quá nặng nề về họ vì điều này. Có thể một hai lần lời nói khó nghe là do họ thẳng thắn, chân thành và không giả dối. Chúng ta có thể thông cảm rằng họ không có ý xấu, chỉ đơn giản là họ không biết cách nói một cách nhẹ nhàng hơn. Nhưng nếu lời nói khó nghe trở thành một thói quen, nếu mỗi lần gặp mặt họ, chúng ta luôn phải đối mặt với sự chê bai, khích bác, thì đó có thể là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng hơn. Có thể họ đang trải qua một giai đoạn khó khăn trong cuộc đời, đang đối mặt với áp lực và căng thẳng, và họ xả nỗi giận lên người khác. Hoặc có thể đơn giản là họ không quan tâm đến cảm xúc của người khác, và việc tỏ ra thô lỗ và khó chịu là một phần của bản tính của họ. Người ta thường nói rằng lời nói đau lòng hơn dao găm, và điều này thật đúng. Những người không để tâm đến cảm xúc của người khác, không quan tâm đến cách họ nói và hành động, chẳng nên giao thiệp làm gì. Bởi với họ, chúng ta chỉ là những bức tranh vô tri vô giác trên bức vẽ cuộc đời của họ, và họ đang tự tạo ra một tác phẩm vô hồn và kháng đối với sự tươi đẹp và sự nhạy cảm của người khác. Những người nói lời khó nghe, bất kể là do lý do gì, có thể gây ra sự khó chịu và tổn thương đối với người khác. Và trong một thế giới mà tình thương và sự tôn trọng là những yếu tố quan trọng để xây dựng mối quan hệ và hạnh phúc, chúng ta cần phải học cách đối phó với những người như vậy và bảo vệ tâm hồn của mình. Thứ hai, phụ nữ hay kêu than và nói lời tiêu cực. Xung quanh bạn có ai vừa mở miệng là đã nói những lời tiêu cực, thiếu năng lượng tích cực và sự lành mạnh? Có những người phụ nữ không ngừng phun ra những dòng năng lượng tiêu cực, những lời nói thì thào xấu xa như những con quái vật trong hậu cảnh cuộc sống hàng ngày. Họ như là những đám mây mưa bão đang đe dọa tới bầu trời tinh khôi của tâm hồn, và từng tiếng nói của họ như là những cơn bão xoáy vùi dập tất cả những mầm non nở hoa của niềm tin. Người phụ nữ đó không ca ngợi vẻ đẹp của cuộc sống. Thay vào đó, họ lún sâu vào vực thẳm của sự than phiền và phê phán. Thức ăn trở thành vật dụng để nói về sự trì trệ của cuộc sống. Chiếc xe buýt chậm chạp trở thành mục tiêu tiếp theo của sự chê trách.
và thậm chí là cả ánh nắng mặt trời cũng không thoát được sự lăng mạ của họ. Dưới trời mưa, họ chỉ biết kêu trời đất ẩm ướt quá và không bao giờ để lòng mình trở nên mềm mại với những giọt mưa đang làm tươi mới mọi thứ. Mỗi ngày chúng ta sẽ phải đối mặt với những thách thức của cuộc sống, và đôi khi những thách thức đó có thể rất nặng nề. Nhưng thay vì nhìn vào mặt tối của mọi việc, hãy thử tìm ánh sáng trong những khía cạnh tích cực của cuộc sống. Hãy biến mọi khó khăn trở thành cơ hội để học hỏi và phát triển. Một người bạn thật sự tốt với bạn sẽ không chỉ là người lắng nghe và chia sẻ niềm vui, mà còn là người đem lại sự khích lệ và lửa đam mê cho cuộc sống. Họ sẽ không bao giờ làm bạn chìm sâu vào biển tiêu cực, mà sẽ giúp bạn nổi lên trên bề mặt, để bạn có thể thấy rằng có nhiều điều đáng yêu trong cuộc sống này. Cuộc sống giống như một tấm gương, nó phản ánh lại những gì chúng ta đặt vào nó. Nếu bạn nhìn vào đó với tâm hồn tràn đầy sự lạc quan và lòng biết ơn, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống này đẹp đẽ hơn nhiều. Bạn sẽ thấy niềm hạnh phúc không những trong những điều nhỏ bé, và bạn sẽ biết cách đối diện với những khó khăn một cách mạnh mẽ hơn. Người trưởng thành không phải là người không biết đau đớn hay là không gặp khó khăn. Ngược lại, họ là những người biết cách đối mặt với những khó khăn đó một cách lạc quan và kiên nhẫn. Họ không để cho những sự cố trở thành lý do để họ trở nên tiêu cực, mà thay vào đó họ biến chúng thành cơ hội để phát triển và trưởng thành hơn. Vậy nên nếu bạn phải dựa vào ai đó để có thể tiếp tục trải qua ngày hôm nay, hãy đảm bảo rằng người đó là nguồn năng lượng tích cực và khích lệ. Nếu bạn phải nghe những lời ca thán tiêu cực từ sáng đến tối, hãy thử giữ khoảng cách một chút để bớt phiền toái. Cuộc sống quá ngắn ngủi để bị cuốn vào dòng năng lượng xấu. Hãy để cho tâm hồn bạn bay cao và tự do, để bạn có thể tận hưởng hết vẻ đẹp và ý nghĩa của cuộc sống này. Thứ ba, phụ nữ thường nói lời dối trá. Có bao giờ bạn gặp phải những người phụ nữ đã hứa rồi nhưng chẳng mấy khi mà thực hiện? Trước mặt thì nói thế này, ngoảnh mặt một cái đã thành thế khác, và họ khiến cho bạn không thể biết trong lời nói của họ đâu là thật, đâu là giả chưa? Bởi những người phụ nữ nói lời không thật, đó là một kiểu phụ nữ khác phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Có lẽ bạn đã gặp phải những người phụ nữ mà khi hứa hẹn điều gì đó, họ có vẻ rất nhiệt tình và quyết tâm, nhưng khi đến lúc thực hiện, họ lại thay đổi, biến mất hoặc là đưa ra những lý do khó hiểu để trốn tránh trách nhiệm. Đôi khi họ thậm chí còn không nhớ những gì mình đã hứa hẹn. Trong thế giới phức tạp và đầy áp lực của ngày nay, mọi người thường phải đối mặt với nhiều cam kết và trách nhiệm. Có thể là công việc, là gia đình, bạn bè và nhiều khía cạnh khác của cuộc sống. Và trong tình huống này, nhiều người đã chọn con đường dối trá thay vì đối mặt với sự thật khó chịu. Những người nói lời không thật thường có nhiều lý do để làm như vậy. Có thể họ muốn duy trì hình ảnh hoàn hảo, muốn thể hiện mình là người luôn đáng tin cậy và hoàn thành mọi cam kết. Hoặc có thể họ sợ phải đối mặt với sự thất bại và áp lực từ người khác, nên họ đã chọn cách trốn tránh và lừa dối. Đôi khi họ chỉ đơn giản là muốn được người khác khen ngợi và quan tâm, nên họ tạo ra những lời nói không thật để thu hút sự chú ý. Nhưng điều quan trọng là nếu bạn đang kết giao với những người như vậy, hãy tỉnh táo một chút và xem lại mối quan hệ đó. Bởi nếu bạn chơi, bạn đang lừa dối. Mối quan hệ xây dựng dựa trên sự tin tưởng và trung thực là điều quan trọng. Và nếu có một bên luôn nói lời không thật, thì mối quan hệ đó không thể phát triển một cách lành mạnh. Bạn không nên tự làm tổn thương bản thân bằng cách cho phép mình bị lừa dối hoặc là theo đuổi một mối quan hệ không trung thực. Hãy tự đặt ra câu hỏi, liệu bạn có đáng tin tưởng người đó hay không? Nếu họ đã không thật lòng với bạn, bạn hà cớ gì phải tiếp tục đầu tư thời gian và tình cảm vào một mối quan hệ như vậy? Hãy xem xét cẩn thận về những người bạn gặp gỡ trong cuộc sống và xây dựng mối quan hệ với những người có đạo đức và giá trị đúng đắn. Mối quan hệ được xây dựng dựa trên sự trung thực và đáng tin cậy sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc thực sự trong cuộc sống. Thưa quý vị, theo Phật dạy, trước hết phải nói đúng lúc là điều rất quan trọng, vì nói không đúng thời chẳng những không có kết quả mà còn phản tác dụng, mang lại sự tai hại không nhỏ. Kế tiếp, phải nói thật, vì mọi điều dối trá sẽ dẫn đến hậu quả tệ xấu khó lường. Trong đời sống hàng ngày,
Lời nói trong sự giao tiếp rất quan trọng. Tuy nhiên lời nói của con người có ảnh hưởng tốt lẫn xấu, vì có lời giúp cho mọi người hiểu nhau, hòa hợp được với nhau, vui vẻ với nhau, nhưng cũng có lời nói làm mất đoàn kết, gây chia rẽ và thù ghét nhau, cho đến sát hại nhau. Chính vì sự tác động lớn lao của lời nói mà người xưa đã khuyên rằng lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Nói cho vừa lòng nhau hay khéo nói không phải là lời nói dối hay là lời nói nịnh, lời nói hoa mỹ để được lợi cho mình. Lời nói xuất phát từ suy tư, từ ý nghĩ, cho nên lời nói muốn được người chấp nhận phải thể hiện từ tâm hồn an định, sáng suốt và thương người mới có thể làm an lạc cho mình, cho người trong hiện tại và trong tương lai. Thật vậy, để lời nói có giá trị, Đức Thế Tôn đã dạy rằng, thành tựu năm chi phần. Này các tỳ kheo, các lời, thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có phạm lỗi và không bị những người có trí chỉ trích. Thế nào là năm? Nói đúng lời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói lời liên hệ đến lợi ích, nói với tử tâm. Thành tựu năm chi phần, này các tỳ kheo, các lời là thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có phạm lỗi và không bị những người có trí chỉ trích. Theo Phật dạy, trước hết phải nói đúng là điều rất quan trọng, vì nói không đúng thời, chẳng những không có kết quả mà còn phản tác dụng, mang lại sự tai hại không nhỏ. Kế tiếp là phải nói thật, vì mọi điều dối trá sẽ dẫn đến hậu quả tệ xấu khó lường. Ngoài ra phải nói lời nhẹ nhàng, nhu hòa, vì sẽ có tác động sâu sắc đến người nghe. Vì điều quan trọng hơn cả là lời nói phải xuất phát từ tình thương chân thật, chắc chắn mang đến niềm an lạc cho mọi người. Điển hình như là lời từ ái bao la của Đức Phật đã chuyển hóa tâm sát hại vô não, khiến ông liền buông dao, xin làm đệ tử Phật. Ngay từ lời ái của Đức Phật đã nhẹ nhàng dập tắt được ngọn lửa thù hận, chết chóc sắp sửa bùng cháy của hai đạo binh. Lời nói ác lớn nhất và tai hại nhất mà chúng ta từng được nghe không phải là lời nói của ai đó bên ngoài, mà là lời nói của chính chúng ta. Trong một ngày quên thương bản thân nên đã buột miệng nói với chính mình rằng mình sẽ không thể bình yên, rồi có kẻ nhẹ dạ mà tin cả đời. Trong kinh, trong lòng bàn tay, chiếc lưỡi của người đời như con dao bén cắt nát cuộc đời họ do bởi những lời nói ác. Lưỡi dao sắc bén đến mấy cũng không bằng lưỡi con người, không cần chạm đến vẫn có thể làm cho ai đó phải đau đến đứt ruột, không cần chạm đến vẫn cắt vào lòng người một vết thương. Lưỡi dao sắc bén đến mấy cũng không thể làm tổn thương được chính nó, nhưng lưỡi con người có thể cắt nát cuộc đời của chính mình bởi một lời nói ác. Khi không đủ dũng mãnh để đối mặt với sự thật, chúng ta thường mượn lời nói dối, mượn lời nói ác để lẩn tránh vào đó. Rồi khi bước ra, trên người đã mang những vết nứt. Một khi đã rạn nứt thì không còn chứa đựng được những thiện cảm của người. Một sợi dây dài bị rối chỉ có thể được tháo gỡ bằng một đôi tay bình thản từ tốn. Một vấn đề phức tạp chỉ có thể được tháo gỡ bởi những lời nói bình thản và từ bi, không làm chuyện rối thêm. Lời nói ác lớn nhất và tai hại nhất mà chúng ta từng nghe được không phải là lời nói của ai đó bên ngoài, mà là lời nói của chính chúng ta. Trong một ngày quên thương bản thân nên đã buột miệng nói với chính mình rằng mình sẽ không thể bình yên, rồi có kẻ nhẹ dạ mà tin cả đời. Từ suy nghĩ đó, từ lời nói đó đã đặt ra hướng đi cho cuộc đời của chính mình. Cuộc đời của chúng ta và thế giới rộng lớn ngoài kia, mắt chúng ta nhìn thấy được, tim chúng ta cảm nhận được, thực ra chỉ là một thứ được nối dài thêm, mở rộng ra từ một suy nghĩ, từ một câu nói của chính mình. Có người nghĩ cuộc đời này đẹp lắm, nên nói cuộc đời này hiền hậu, rồi thấy cuộc đời thật dễ thương. Ông bà ta dạy từ thuở làm người là phải học ăn, học nói, học gói, học mở. Bởi vì tục ngữ có câu, sẩy chân thì đỡ, sẩy miệng không đỡ được. Người Trung Hoa thì có câu, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, nghĩa là một lời nói ra, bốn ngựa khó đuổi theo kịp. Bởi vì giá trị lời nói rất lớn, lời nói được duyên được nợ, lời nói được vợ được chồng. Nếu ngược lại thì lời nói đọng máu, lời nói gói tội, lời nói gây chết cây chết cành, lời nói mất gồng mất gánh.
Bởi thế mà không bao giờ được nghĩ và hành động theo suy nghĩ là lời nói gió bay, mà sinh ra nói năng bừa bãi, hành động bừa bãi. Lời nói quan trọng như thế nên thời Tam Quốc, Gia Cát Khổng Minh mượn lời nói chọc tức Chu Du, tướng giỏi của Ngô Tôn Quyền. Kết quả là chẳng cần binh đao mà tướng Ngô Chu Du tức hộc máu ra mà chết. Vậy thì trong tình yêu, tình vợ chồng cũng phải rèn giũa lời nói sao cho vừa lòng nhau. Đừng vì nói mà cãi vã, nổi giận. Có khi vợ chồng bỏ nhau chỉ vì chấp mấy lời nói lúc cáu giận, thiếu cân nhắc. Đàn ông hay nóng tính, quát tháo nặng lời. Đàn bà thì lại hay đay nghiến, cằn nhằn, xói xỉa. Những tật ấy cũng phải rèn luyện liên tục, lâu dài mới sửa được. Bởi thế tu là tu suốt đời, liên tục mới mong thành tựu để lại nghiệp lành cho con cháu. Chết đi mới được về cõi Phật. Nói cũng phải học, ai cũng phải học nói. Con người khi lọt lòng mới đầu chỉ biết khóc, biết cười. Khóc vì đói, vì khó chịu, cười vì no, vì thỏa mãn. Rồi bập bẹ nói tiếng mẹ, tiếng cha, tiếng bà. Sau khi lớn lên, lời nói ngày càng phát huy tác dụng to lớn trong đời sống của con người, ngày càng trở nên quan trọng. Thường nghĩ mà xem, nếu mất đi tiếng nói thì ngay trong muôn mặt đời sống của con người sẽ khó khăn như thế nào. Có lời nói của một người trở thành của mọi người, thành những câu ca dao phổ biến trong nhân gian, thành chân lý. Ngôn ngữ của con người nói ra có nhiều dạng, nhiều cách khác nhau như nói gần nói xa, nói ngon nói ngọt, nói toạc móng heo, nói suông nói càng, nói bậy nói đùa, nói bờn nói chơi, nói ngược nói xuôi, nói dốc nói khoét, nói nước hay, nói lững, nói bóng nói gió, nói xàm nói tục, nói vút đuôi, nói ngọt lọt tới xương, nói chắc như đinh đóng cột, nói như thánh phán. Có những lời nói mãi rực rỡ, tấm lòng trung nghĩa như lời nói của Trần Bình Trọng vào năm 1285. Thà làm quỷ nước Nam chứ không làm vương đất Bắc. Có lời nói của người chuộng nhân nghĩa, có lời nói của kẻ gian tham vô nhân nghĩa, có lời nói của người trung thực, có lời nói của người thủy chung tình nghĩa, có lời nói chia rẽ vợ chồng, có lời nói của kẻ phản bội vong ân, gây thù chuốc oán, gieo họa cho gia đình, bạn bè, làm hư việc, có lời của người giác ngộ hay mê muội. Có lời nói ngọt tựa mía lùi, kiến trong lỗ cũng phải bỏ ra, có lời nói dùi đục, chấm mắm, có lời nói lạc lõng vô duyên, bất cận nhân tình và danh bất chính, ngôn bất thuận. Ăn ở bất hiếu thì lời nói không thuận tai, dạy ai được. Có lời nói nhà ngọc phun trâu, có lời nói tiếng bấc tiếng chì, miệng kẻ sang có gang có thép, chẳng được miếng thịt nắm xôi cũng được lời nói cho tôi bằng lòng. Miệng nam mô bụng bồ dao găm, lưỡi không xương nhiều đường lắt léo, lời nói đọi máu. Có những lời nói của thánh nhân, ngôn vi thiên hạ pháp, trở thành danh ngôn, châm ngôn cho nhân loại đời đời, như lời nói của Thích Ca Phật và Khổng Tử, Lão Tử. Kể không sao hết những lời nhận xét, bình phẩm hay là răn dạy về tính chất hiệu quả của lời nói, cách nói trong ngôn ngữ con người. Có người lời khẩu nói năng trôi chảy hoạt bát, có người bẩm sinh phát âm khó khăn, ngọng, lắp thành tật, có người dặn mãi mới được một câu. Lời nói không chỉ ở miệng lưỡi mà còn là ngôn vi tâm thanh. Lời nói cũng là tiếng lòng, là ký hiệu của tâm. Âm tuy thành ở ngoài miệng mà thực phát ra từ trong lòng. Như người xưa nhận xét, có khi vì hoàn cảnh, vì khổ tâm, lời nói có khi khác với cảm nghĩ thực ở trong lòng. Nói chung lời nói cũng vẫn là từ lòng người, biểu lộ tư tưởng, tâm trạng, tính cách, phẩm hạnh của con người. Chỉ khi ra đến đầu miệng lưỡi mới chọn hình thức biểu đạt, âm vực cao thấp khác nhau mà thôi. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, thì lưỡi là cửa lớn, khuôn mặt là bản đồ. Ai cũng biết nói, theo nghĩa là nói được bằng lời, nhưng không phải ai cũng biết nói nên lời để thành người. Cho nên biết nói sõi, nói rành, nói được thành câu, thành chuyện, vẫn phải tiếp tục học nói, học xử sự giao tiếp bằng lời nói. Người Việt Nam rất coi trọng lời nói cũng như từ xưa và nay, và ông bà ta ca ngợi những người có tài khôn ngoan đối đáp người ngoài. Cha mẹ dạy con cái không chỉ tam tòng mà cả tứ đức, công dung ngôn hạnh. Có bài ca đừng nghe những gì con gái nói,
Con gái nói ghét là thương, nói thương chính là ghét, nói không chính là có. Đó là mắc cỡ, là tính nhút nhát, kín đáo, e thẹn, né tránh sự thật. Ngôn là lời nói, mà nói là một đức hạnh của người con gái, của đàn bà. Đàn bà người ta thường hay nói là đàn bà nhiều chuyện, hỗn hào, sấp sược, thèo lèo, chửi rủa, chê bai ngồi lê. Theo chữ Hán Nôm thì ba chữ nữ họp lại thành chữ gian, nghĩa là ba người nữ họp lại thì nói chuyện thị phi, nói xấu không người này thì đến người khác. Cổ Đức nói, một con gà và ba người đàn bà họp lại thì thành cái chợ. Người con trai ngày xưa cũng như ngày nay, khi yêu người con gái thì một trong 10 cái thương là thương người con gái, thương ai ăn nói dịu dàng, dễ nghe. Cho nên chớ coi thường việc uốn lưỡi trước khi nói, nghĩa là suy nghĩ, là lựa chọn lời trước khi nói. Người Việt bảo nhau, ăn phải nhai, nói phải nghĩ. Khổng Tử dạy học trò Nhan Uyên, chơi với mọi người mà muốn suốt đời không lo sợ, thế là phải biết chọn lời rồi mới nói. Sức mạnh của lời nói đối với con người có ảnh hưởng rất lớn. Trên đời có nhiều người thành công, thành danh nhờ ở miệng lưỡi. Những nhà chính trị, các nhà truyền giáo thành công cũng nhờ ngôn ngữ. Trong giao tiếp, chúng ta dùng lời nói êm ái và thành thực. Người nào lâm nạn bị đau khổ, ta lấy lời an ủi làm tinh thần họ được êm dịu. Với người quá dữ, ta nên khuyên họ, khích lệ họ, phải khích phát họ, nên cần sự tiến bộ thêm. Tóm lại, lấy lời dịu hiền thuyết phục được người khác, họ mới nghe lời ta. Một lời nói có thể nên cơ đồ mà cũng có thể hại sự nghiệp. Một lời nói có thể giữ được danh dự mà cũng có thể làm tổn thương đến nhân phẩm của mình. Tống Mẫn Công chỉ vì quá xuồng xã, coi thường ngôn ngữ đến nỗi làm cho Nam Cung Trưởng Vạn, vừa là bầy tôi thân cận, vừa là bạn cũ, phải làm phản hạ sát vua. Rõ ràng việc sử dụng ngôn ngữ là một thuật rất cao. Ngay cả người khôn ngoan kín đáo như Lưu Bị mà cũng có khi sơ hở. Lưu Bị khi ta túc nơi Lưu Biểu thường lo lắng vì sự nghiệp chưa thành. Một hôm nhân vì Lưu Bị ưu sầu, Lưu Biểu mới an ủi rằng: ta nghe khi Hiền Đế uống rượu Thanh Mai với Tào Tháo và đàm luận anh hùng, Tháo đã coi thiên hạ là lục lục thường tình, mà chỉ cho y là Hiền Đế, là hạng anh hùng mà thôi, thì Hiền Đế lo gì sự nghiệp chẳng lành. Lưu Bị hứng chí đáp: nếu có sẵn cơ bản thì những bọn tầm thường trong thiên hạ bị có coi vào đâu. Nói xong, Lưu Bị biết mình đã lỡ lời, đã để lộ tâm trạng, bèn giả say từ tạ Lưu Biểu về quán dịch rồi thừa cơ trốn luôn. Lời chưa nói, ta làm chủ nó. Lời nó ra rồi, nó làm chủ ta. Chim bị vướng vì cái chân của nó, con người thì vướng cái lưỡi của họ vậy. Một văn hào người Pháp cũng đã từng nói: hãy suy nghĩ kỹ những điều ta nói, nhưng đừng nói tất cả những điều ta nghĩ. Người xưa từng nói: đường lúc thích trí, gặp người thích trí, nói chuyện thích trí thì ngôn ngữ lại càng phải cẩn thận. Thông thường chúng ta có khuynh hướng xem nhẹ khẩu nghiệp, vì hậu quả của lời nói thường là không biểu hiện mạnh mẽ tức khắc như là thân nghiệp. Nhưng nếu chịu khó bình tâm suy tư, chúng ta nhận thức được rằng lời nói có tầm ảnh hưởng rất quan trọng và có khả năng đưa lại kết quả vô cùng to lớn trong việc thiện cũng như trong những việc bất thiện. Lời nói có thể khơi dậy lòng căm thù, tiêu diệt đời sống, gây chiến tranh mà cũng có khả năng mở mang trí tuệ, hàn gắn, chia rẽ và đem lại thanh bình, an lạc. Nếu con người có thể kiểm soát được khẩu nghiệp của mình, thì nhân loại chẳng những tránh được biết bao nhiêu là phiền phức, rối ren, đau khổ, mà đời sống trên thế gian này cũng được tốt đẹp, thoải mái, dễ chịu, đáng sống. Khẩu nghiệp là kết quả của cái miệng, mà nhiệm vụ của cái miệng bao gồm sự ăn uống và cách diễn đạt tư tưởng tình cảm của con người. Khẩu nghiệp là ám chỉ hậu quả của lời nói, và hậu quả của lời nói có thể tốt hoặc xấu. Do đó lời nói rất quan trọng, có ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống hàng ngày của tất cả mọi người chúng ta. Cổ nhân có dạy: muốn nói bớt 7 còn 3, bớt 2 còn 1 mới là an vui. Một lời nói chẳng mất gì cả,
Vậy mà vì tính ích kỷ, tham lam, sân hận, si mê nên đã tuôn ra những lời khó nghe, tạo sự ly gián giữa người với người, gây thù kết oán, làm cho họ phải điêu đứng, ấm ức, thất điên bát đảo. Trong khi đó mình lại vui cười sung sướng trên sự đau khổ của người khác. Như vậy thật chẳng đáng làm người chút nào. Nếu chúng ta không thể nói lời dịu dàng, dễ thương được, thì tốt nhất là nói ít lại hoặc là thực tập im lặng, còn hơn là phải nói ra những lời nói khó nghe, ngang ngược, kiêu ngạo, phi lý, gây tổn hại đến đời sống và danh dự của người khác. Vì vậy, dù nói hàng ngàn lời vô ích, không bằng chỉ nói một lời đúng nghĩa. Nói lời đúng chính nghĩa, có lợi ích, làm cho tâm người nghe được bình an. Thật đúng như vậy, chúng ta nói nhiều những lời vô ích sẽ mắc bệnh nói nhiều, nói dai, nói dở. Nếu chúng ta biết nói ít lại, nói những lời tốt đẹp thì không chỉ chúng ta được lợi ích mà những người khác cũng được vui theo. Cho nên Phật dạy, im lặng như chính pháp, nói năng như chính pháp. Lời dạy của Phật làm cho ta thấm thía, biết nhường nào. Vì vậy Đức Phật dạy chúng ta phải thực hành lời nói sao cho không gây nên tội lỗi, tức là lời ăn tiếng nói phải đúng đạo lý như pháp, để tránh nghiệp dữ do lời nói gây ra, tức là phải thực hành các điều lành về khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp là nghiệp do lời nói gây ra, tác động lợi hoặc hại, tốt hay xấu có thể xảy ra ngay tức thì, cũng có thể để lại hậu quả cho sau này hoặc cho kiếp sau. Khẩu nghiệp có thể là nghiệp lành nếu điều nói ra nó gây ra những hậu quả tốt lành do làm lợi cho người khác hoặc cho cộng đồng. Khẩu nghiệp có thể là nghiệp ác nếu lời nói gây ra những hậu quả xấu, làm hại người khác hoặc là làm hại cho cộng đồng. Khẩu nghiệp tạo ra tốt hay xấu có thể là do nội dung lời nói, do sắc thái giọng nói và có thể do cả thái độ khi nói. Do nội dung lời nói không tránh pháp gây ra những nghiệp xấu, bản thân mỗi nghiệp nói ấy còn được biểu hiện dưới nhiều vẻ, nhiều hình thái khác nhau như là thái độ và nét mặt khi nói không đúng đắn. Những điều đó phụ thuộc vào động cơ mục đích của người nói, tùy theo hoàn cảnh, thời gian và điều kiện khi nói. Nếu như ai đó cảm thấy cuộc đời nhiều đau khổ, không vui vẻ, chẳng bình yên, tức là chính người đó cần phải điều chỉnh lại lời nói cho vừa nghe, cho vừa dễ thương. Tại sao lại như vậy? Bởi vì chính người đó cũng muốn nghe những lời nói dễ nghe, dễ thương như vậy. Hoặc là người đó cần phải điều chỉnh lại âm thanh, sắc thái giọng nói, sao cho vừa đủ nghe, sao cho để khỏi làm phiền lòng người khác ở xung quanh đây. Cần sự yên tĩnh, để tâm hồn được thanh tịnh hay để được nghỉ ngơi thoải mái. Ông cha chúng ta luôn dạy chúng ta, nói ít thôi, không thể trao cái dao cho người khác. Nói lời nhảm, ắt là vô nghĩa, nông cạn và không dẫn đến lợi ích nào. Những lời lẽ như thế chỉ khơi động vọng tâm. Đức Phật khuyên nên hạn chế những ngôn từ thuộc loại này. Người nghiêm túc giữ giới, không vọng ngữ là người không nói lời nhảm nhí vô ích. Không phải nói nhiều mà chứng tỏ rằng là mình có học rộng biết xa. Cũng không phải nói nhiều mà tạo nhiều lợi ích cho mình hoặc cho người khác. Lại có câu chuyện kể rằng, nhà hiền triết nọ có bà vợ bị bệnh nói nhiều. Một hôm bà bị bệnh, không thể nói nhiều được nữa. Hôm đó nhà hiền triết than là ông đã mất cơ hội thực hành hạnh tu nhẫn nhục và hạnh lắng nghe. Một điều không thể thiếu bên cạnh lời nói dễ thương, biết nhẫn nhục, giữ tâm thanh tịnh, đó là chúng ta cần thực tập lắng nghe. Lắng nghe một cách sâu sắc mới có thể thấu hiểu được những nỗi đau, những điều u uất dồn nén từ lâu trong lòng họ. Kể cả những người ác ý vu hãm mình, họ cũng có cái biệt nghiệp huân tập từ nhiều đời, nhiều kiếp của họ. Vì vậy chúng ta cần phải có cái tâm vững chãi, tâm từ bi, bao dung, độ lượng để nhiếp phục họ, chuyển hóa họ. Nếu không chuyển hóa được họ, thì ít ra cũng không gây thù chuốc oán thêm nữa. Chuyện thiền sư Hàn Sơn hỏi thiền sư Thập Đắc, người thế gian phỉ báng tôi, khích bác tôi, làm nhục tôi, cười tôi, khinh tôi, rải rúng tôi, lừa tôi thì làm thế nào để đối trị? Thập Đắc trả lời, chỉ nên nhẫn họ, nhường họ, tránh họ, vì họ, nhịn họ, kính họ, không để ý đến họ rồi qua một thời gian đến thăm họ. Trong cuộc sống, ai mà chẳng có lúc phạm phải sai lầm, nhưng nếu người phạm lỗi biết nhận lỗi, biết ăn năn hối hận, còn những người xung quanh thì biết bao dung tha thứ cho những người lầm lỗi đó,
thì đâu có xảy ra hận thù, đố kỵ, hiềm khích, gây đau khổ cho nhau, mà ngược lại người người sẽ sống hòa thuận, nhà nhà yên vui, gia đình hạnh phúc, xã hội an bình, thịnh vượng. Ôi thật cao quý biết bao! Khổ nỗi chúng ta không làm được như vậy, cứ mãi ngục lặn trong hỉ, nộ ái ố, trong tham lam sân hận si mê, rồi gây khổ cho mọi người và cho cả chính bản thân mình. Cho nên chúng ta hãy luôn sống tỉnh thức, đừng mê muội nữa. Bên trong thì tinh thần cần nỗ lực, cố gắng, thắp sáng thân tâm, trau dồi hiểu biết, trí tuệ. Bên ngoài thì không bon chen danh lợi, không đua tranh hơn thua với ai, sống hòa ái, nhu mì, đức độ. Nói tóm lại, nếu chúng ta muốn có một đời sống an lạc, hạnh phúc thực sự, thì chúng ta phải biết sống đúng như chính nghĩa. Biết ăn ở hiền lương, biết nói lời chân thật, dịu dàng, dễ thương, hay nói khác hơn là thực hành ái ngữ. Làm sao để mỗi một lời nói của chúng ta sẽ thơm ngát như bông hoa, sẽ đậm đà như mật ngọt, ngõ hầu, góp phần hóa giải phiền não, khổ đau, hận thù, đem lại lợi ích, an vui cho tất cả nhân loại. Vậy thì chúng ta còn chần chừ gì nữa mà không tiếp tục nói lời dịu dàng, dễ thương với mọi người ngay từ bây giờ. Cái lưỡi là một lợi khí không nhỏ của loài người. Nó có thể tạo lợi ích mà cũng có thể gây tai hại. Muốn làm hại người khác, người ta không ngần ngại dùng cái lưỡi để bóp méo sự thật, để biến kẻ ân thành oán, tạo nên sự giận dữ, gần gũi, dẫn đến chỗ tương sát, tương tàn. Biết bao thảm kịch đau khổ tan nát gia đình, chuốt oán gây thù, có khi nước mất nhà tan cũng đều do miệng lưỡi. Cái lưỡi có thể tạo ra những sự chia sẻ, những sự phân tranh, phá tan sự đoàn kết, tình thân yêu của nhân loại. Nó cũng là cội nguồn của bao sự bất hòa và hiềm khích. Thời cổ Hy Lạp có ông Aesop, lúc còn nghèo đi làm việc công cho nhà giàu quý tộc. Một hôm, nhà có khách, ông chủ sai Aesop ra chợ mua những thứ ngon nhất, quý nhất về làm tiệc đãi khách. Aesop ra chợ mua rất nhiều lưỡi của các loài động vật. Đến bữa, Aesop dọn ra toàn là các thứ lưỡi như là lưỡi bò, lưỡi heo, lưỡi dê, lưỡi gà, lưỡi vịt, lưỡi chó. Người chủ thấy như vậy thấy thất kinh, hỏi. Ông Aesop giải thích rằng, trong đời không có gì quý hơn lưỡi, vì đó là mối liên kết giữa người với người, là chìa khóa mở lầu của học thuyết, là cơ quan của chân lý, là khí dụng cầu nguyện của tín tâm. Ông chủ nghe Aesop giải thích, liền hiểu, nể phục, và khách nghe khen đúng. Cái miệng cũng có nhiều cái lợi, dùng để ăn uống tốt, nuôi dưỡng cơ thể, dùng để nói năng, giao tiếp hàng ngày, tạo mối thâm tình, giao hảo hài hòa, thông hiểu lẫn nhau, dùng để thuyết giảng, tụng niệm, dạy học, truyền kiến thức và những điều lợi ích đến nhiều người. Hôm sau, chủ kêu ra chợ mua đồ về đãi khách và dặn ông Aesop, anh đã đãi cho tôi và khách được ăn những thứ gì quý nhất, vậy nay anh hãy mua cho tôi những gì tệ nhất về ăn và đãi khách nhé. Aesop ra chợ lại mua toàn lừa lưỡi và đãi khách ăn toàn lưỡi là lưỡi. Ông chủ ngạc nhiên hỏi, Aesop thưa rằng, trong đời không có gì tệ hơn lưỡi, vì đó là mẹ đẻ của các cuộc cãi vã, gây gổ, hận thù, nguồn gốc của cuộc chia ly, giặc giã, cơ quan của sai lầm và phỉ báng, phạm thượng và bất tín. Ông chủ nghe hiểu đồng ý. Đúng thế, cái lưỡi là một bộ phận quan trọng để phát ra tiếng nói. Tiếng nói là một phương tiện hữu hiệu để truyền đạt cho người khác biết những tư tưởng, những ý nghĩa, những ước muốn thầm kín, nhờ đó bắt lấy một nhịp cầu cảm thông. Lưỡi đóng một vai trò quan trọng như vậy, song cái lưỡi cộng với lời nói lại chính là nguyên cớ làm cho chúng ta dễ vấp phạm hơn cả. Bởi vì chúng ta có thể vấp phạm ở bất kỳ đâu, trong bất cứ lúc nào và với bất kỳ ai. Như thế, cái lưỡi đã đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành uy tín và thế giá của mỗi người. Như một câu danh ngôn đã dạy, lưỡi người khôn ngoan tạo nên danh dự, còn mồm kẻ ngu dại gây đổ vỡ hoang tàn. Bởi đó ta cần phải biết đắn đo cân nhắc trong cách ăn nói của mình để tránh đi những hiểu lầm, đau khổ cho người khác. Phải sử dụng lời nói như một phương tiện giúp chúng ta cảm thông và xích lại gần nhau hơn. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi là vậy. Tục ngữ cũng đã có câu, không nọc nào độc cho bằng cái lưỡi, hay là lưỡi không xương nhiều đường lắt léo.
Một lời nói thiếu suy nghĩ được sánh ví như là đổ thêm dầu vào lửa, làm bừng lên sự tức giận, thiêu hủy hết tình ruột thịt cũng như nghĩa tình anh em. Hơn nữa, trong một cộng đồng gồm những con người tứ phương thiên hạ, mỗi người mỗi tính, mỗi người một kiểu sống khác nhau, nên không thể tránh được hết những va chạm, những bực bội, những buồn phiền. Nhiều khi chính chúng ta lại là những người gây ra những đau khổ, buồn phiền cho người khác chỉ bằng những lời nói thiếu cân nhắc trước sau. Cụ thể, ngay trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi có thể vô tình thôi, chúng ta nói với anh chị em mình bằng những lời nói nghe mà đau nhói cả tim. Nhiều khi chúng ta chỉ muốn nói cho sướng cái miệng của mình, nhưng lại không để ý đến nỗi đau của người anh chị em mình khi phải nghe những lời nói đó. Do vậy, trong cộng đồng, tiếng cười là cần thiết. Nó đem lại niềm vui cho cộng đồng là điều cần làm và nên làm. Nhưng chúng ta cũng cần phải ý tứ hơn nữa trong những lời nói vui, để những lời nói đó không những đem lại niềm vui cho chính mình mà còn làm cho người nghe cũng được vui cười thoải mái. Dựa vào lời nói, người khác có thể biết được phần nào tâm hồn của chúng ta, được yêu mến và kính trọng hay bị khinh bỉ và ghét bỏ. Một phần lớn là do cái lưỡi và lời nói của chúng ta. Ý thức được tầm quan trọng của ngôn từ, chúng ta hãy chú ý những ngôn từ chúng ta dùng trong ngày, phải có trách nhiệm khi sử dụng ngôn từ, bởi vì qua những lời mà chúng ta nói, chúng ta có thể đem lại niềm vui phục sinh, nhưng cũng có thể đem lại sự đau khổ thập giá cho những anh em trong cộng đoàn. Và chúng ta cũng nên lắp đặt một cái thắng vào miệng, để những lúc ngứa mồm muốn phát ngôn bừa bãi thì biết dừng lại đúng nơi và đúng lúc. Đức Phật dạy, lời nói có thể gây thù kết bạn, đem lại hạnh phúc gia đình hay đổ vỡ. Nó là cội rễ của tình bạn đậm đà, mà cũng là cội gốc của sự oán thù ly tán. Cha ông ta nói về ngôn từ, hãy uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Cái lưỡi là bộ phận quý nhất. Nhờ cái lưỡi mà con người có thể diễn đạt được những tình cảm chân thành, những ý tưởng cao siêu, ích nước lợi dân, có ích cho nhân loại. Và cái lưỡi có thể nói lên những lời nói xấu xa nhất, tàn ác nhất, làm tan nát gia đình, xã hội và có thể khuynh đảo nước nhà, ngay cả làm hại cho nhân loại. Người xưa cũng có nói, nhất ngôn khả dĩ hưng bang, nhất ngôn khả dĩ tán bang, nghĩa là một lời nói có thể xây dựng nước nhà mà cũng có thể làm tan nát nước nhà. Người xưa nói rằng, cái lưỡi đơm đặt lời ma quỷ, nên Thượng Đế dùng hai hàng rào là môi và răng nhốt nó bên trong. Chúng ta cần phải cảnh giác ma quỷ vượt rào để làm hại người khác, bởi lời nói vô cùng quan trọng. Quý vị thân mến, những người đàn bà có tâm địa độc ác thường nói những lời tiêu cực và có thể gây tổn thương cho người khác. Điều quan trọng là đừng để những lời này ảnh hưởng đến tình cảm và mối quan hệ của bạn. Đàn ông và phụ nữ đều cần biết cách giao tiếp một cách lành mạnh và xây dựng trong mối quan hệ của họ. Hãy luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác và tránh sử dụng lời lẽ cay độc. Mối quan hệ tốt đẹp xây dựng dựa trên tình cảm, sự tôn trọng và khả năng thấu hiểu lẫn nhau. Vì vậy, hãy tận hưởng cuộc sống và tạo ra một môi trường tích cực cho mối quan hệ của bạn. Để có một cuộc sống hạnh phúc và hòa thuận, chúng ta cần biết cách lắng nghe và nói chuyện một cách xây dựng. Điều này sẽ giúp chúng ta đối phó với bất kỳ thách thức nào trong cuộc sống một cách lạc quan và khôn ngoan hơn. Bởi lời nói rất quan trọng, ta cần phải giữ ý tứ trong lời nói. Không phải vì ta có khả năng sử dụng ngôn ngữ, nghĩa là ta biết nói chuyện. Đức Phật có lời dạy rất sâu sắc về ngôn ngữ, rất đáng để chúng ta ghi nhớ. Nếu con biết chuyện đó có hại, không đúng sự thật, con đừng nói ra. Nếu con biết chuyện đó có ích nhưng không đúng sự thật, con không nên nói ra. Nếu con biết chuyện đó có ích và đúng sự thật, hãy đợi đúng thời điểm, con hãy nói ra. Sống ở đời, đàn bà có 5 nét tướng này, khiến đàn ông lụi bại, nghèo khổ suốt đời. Quý vị thân mến, kết hôn là việc đại sự không chỉ riêng phụ nữ, mà kể cả người đàn ông lấy được vợ tốt thì gia đình hòa thuận, sự nghiệp thăng tiến. Ngược lại, nếu như lấy nhầm người, không những khó bền lâu mà gia đình có thể vì thế mà trở nên hỗn loạn, sự nghiệp tiêu tan, về già khổ sở. Nhân tướng học đã rất coi trọng từng đường nét trên khuôn mặt của người phụ nữ,
vì nó phản ánh phần nào về vận mệnh của nhân duyên mỗi người. Vẫn biết tướng số chỉ là một phần của số phận, nhưng người xưa có câu, tướng tùy tâm sinh. Nhân tướng học vẫn đúc kết được một số đặc điểm của mẫu phụ nữ có xu hướng lẳng lơ, tiểu tam, chỉ thích đi yêu chồng người khác, khó lòng chung thủy với người mình yêu. Bởi người bạn đời rất quan trọng, nếu như đàn ông không chọn được người phụ nữ phù hợp, sẽ lụi bại trong đường công danh. Gia đạo bất ổn, cũng như bên cạnh đó, trái với tướng vượng phu ích tử, thì tướng mạo bại phu là chỉ những nét tướng xấu ở người phụ nữ, đại biểu cho việc gây ảnh hưởng không tốt tới vận trình của người chồng. Trong đó, có những người đàn bà dù có xinh đẹp đến mấy, nhưng sở hữu 7 điểm này thì đàn ông nên tránh xa, kẻo tán gia bại sản, khổ cả đời. Vậy 7 điểm đó là gì? Hãy cùng ngẫm thế gian lắng nghe và chiêm nghiệm ngay sau đây. Thứ nhất, phụ nữ mắt trắng dã. Phụ nữ có đôi mắt trắng dã thường là những người gây ám ảnh cho nhiều người, đặc biệt là đàn ông, bởi vẻ ngoại hình và tâm hồn của họ thường không dễ dàng để hiểu. Những con người nhỏ bé tỏa ra sắc trắng lạnh luôn là điểm nổi bật trên khuôn mặt của họ, tạo nên một ấn tượng đầu tiên đầy ấn tượng nhưng không phải lúc nào cũng tích cực. Vẻ ngoại hình này thường biểu thị một tâm hồn đang đối mặt với nhiều biến cố và khó khăn trong cuộc sống. Đôi mắt trắng lạnh thường thể hiện sự độc lập, tự lập và thậm chí là sự vô tâm đối với những người xung quanh. Ánh nhìn khinh thường mà họ thường thể hiện có thể đồng nghĩa với sự không tin tưởng và thiếu tôn trọng đối với người khác. Một trong những điểm yếu lớn nhất của phụ nữ mắt trắng dã là họ thiếu sự dũng khí và can đảm. Điều này khiến họ thường không dám đối mặt với những tình huống khó khăn, tránh xa khỏi những cuộc thách thức. Họ không có niềm tin vào khả năng của bản thân và do đó không dám bước ra khỏi vùng an toàn của họ. Điều này đặc biệt có hại cho cuộc sống hôn nhân và gia đình, bởi vì mối quan hệ đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự hiểu biết và khả năng giải quyết xung đột. Người phụ nữ mắt trắng dã thường không thể đối phó với những tình huống khó khăn mà cuộc sống hôn nhân mang lại. Họ thường trở nên kín đáo, không thích giao tiếp và kết nối với người khác. Điều này có thể tạo ra rào cản trong mối quan hệ hôn nhân. Khi người chồng muốn cảm thấy gần gũi và giao tiếp với vợ mình, mối quan hệ đòi hỏi sự cởi mở và trung thực, nhưng người phụ nữ mắt trắng dã thường không thể đáp ứng điều này. Mặc dù có thể có những nguyên nhân cá nhân gây ra đặc điểm này, thì một sự hiểu biết và sẵn sàng tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp có thể giúp họ thay đổi và cải thiện cuộc sống cá nhân và hôn nhân. Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng người phụ nữ mắt trắng dã có thể gây ra điều bất lợi cho cuộc sống hôn nhân và gia đình và đòi hỏi sự nhạy bén và kiên nhẫn từ phía người chồng. Thứ hai, phụ nữ trán thấp, mắt nhỏ. Tướng mắt thấp và mắt nhỏ thường là một trong những đặc điểm đặc trưng trên khuôn mặt của một phụ nữ. Dù có sự đa dạng về ngoại hình, tuy nhiên có một số quan điểm truyền thống về việc tướng mắt này có thể ảnh hưởng đến cuộc sống và tương lai hôn nhân của họ. Tuy còn nhiều tranh cãi về tính chính xác của các quan điểm này, nhưng vẫn còn người tin rằng tướng mắt này có thể mang theo một số ý nghĩa tiêu biểu. Trán thấp và hai bên mắt hẹp có thể tượng trưng cho một số đặc điểm tâm hồn của người phụ nữ. Trán thấp thường biểu hiện sự thiển cận và tham lam. Những người có trán thấp thường tập trung vào những điều tiêu cực, hẹp hòi và thiếu tầm nhìn. Họ có thể không dám mạo hiểm và theo đuổi những cơ hội mới. Điều này có thể gây khó khăn cho họ trong việc phát triển sự nghiệp và tạo ra một tương lai tốt đẹp cho bản thân. Tuy nhiên, việc áp dụng tướng mắt này để đánh giá một phụ nữ là hơi thiếu công bằng. Một người không nên bị định rằng tất cả các khía cạnh của cuộc sống của họ dựa vào việc trán thấp hay là mắt hẹp. Cuộc sống là một tổ hợp phức tạp của nhiều yếu tố khác nhau và không thể đánh giá một người chỉ dựa vào những đặc điểm về vẻ ngoại hình. Về mặt tâm hồn, một người phụ nữ có thể thay đổi, học hỏi và phát triển. Khía cạnh tham lam và thiển cận có thể được kiểm soát và điều chỉnh qua thời gian. Mọi người có khả năng thay đổi và phát triển bản thân, không phụ thuộc vào tướng mắt thay vẻ ngoại hình. Việc áp dụng tướng mắt này để lựa chọn bạn bè hoặc người quen cũng có thể không hợp lý.
có lẽ nên tập trung vào những giá trị tình cảm và sự đáng tin cậy của một người thay vì những đặc điểm về vẻ ngoại hình. Cuộc sống hôn nhân cũng không thể dựa hoàn toàn vào việc xem xét tướng mắt của người bạn đối diện. Sự hiểu biết, tôn trọng và giao tiếp tốt trong mối quan hệ là những yếu tố quan trọng hơn cả. Một mối quan hệ hạnh phúc cần sự tôn trọng và tình yêu thương chân thành, không phụ thuộc vào vẻ ngoại hình hay tướng mắt của đối tác. Thứ ba, mũi diều hâu. Người phụ nữ sở hữu một chiếc mũi diều hâu, một chi tiết tưởng chừng nhỏ trên khuôn mặt, nhưng lại có thể tiết lộ nhiều điều về tính cách và bản chất của họ. Trong ngôn ngữ của nhân tướng học, mũi diều hâu thường là biểu tượng của tính cách gian xảo, mưu mô và thủ đoạn. Điều này có nghĩa rằng người phụ nữ này thường rất thông minh và có khả năng nhận biết sự kiện, tình huống một cách nhanh nhạy. Khi bạn gặp một phụ nữ có chiếc mũi diều hâu, ban đầu bạn có thể dễ dàng bị đánh lừa. Vẻ ngoại hình hiền lành và nhẹ nhàng có thể làm cho họ trông không đáng sợ. Nhưng thật ra, họ thường là những người có nhiều chiêu trò và thủ đoạn trong cuộc sống. Họ có khả năng tạo ra ấn tượng mạnh mẽ và thường biết cách đối phó với những tình huống khó khăn. Một đặc điểm thú vị nữa là tính cách của người phụ nữ này thường thay đổi nhanh chóng. Họ có thể dễ khóc và dễ cười, lật lọng như trở bàn tay. Điều này có thể làm cho cuộc sống với họ trở nên thú vị, nhưng cũng có thể gây ra một số khó khăn trong mối quan hệ với họ. Bạn có thể không biết được họ đang nghĩ gì, hoặc họ có thể thay đổi suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách đột ngột. Nếu người phụ nữ mũi diều hâu còn có đôi môi mỏng, thì đây có thể là một dấu hiệu bổ sung về tính cách của họ. Đôi môi mỏng có thể biểu thị sự sắc sảo và khả năng sử dụng lời nói một cách tinh tế. Tuy nhiên, nếu như kết hợp với mũi diều hâu, điều này có thể tạo ra một sự kết hợp mạnh mẽ của sự thông minh và mưu mô. Những người đàn ông cần cẩn trọng khi tiếp xúc với người phụ nữ mũi diều hâu và đôi môi mỏng này. Mặc dù có thể họ có vẻ cuốn hút và xinh đẹp, nhưng tính cách phức tạp của họ có thể tạo ra những thách thức trong mối quan hệ hôn nhân. Điều này đặc biệt đúng khi họ sử dụng sự thông minh và mưu mô của mình để đạt được những mục tiêu cá nhân và không xem xét đến tình cảm và sự hạnh phúc của đối tác. Thứ tư, lông mày đứt đoạn. Lông mày trong văn hóa phương Đông đã từ lâu trở thành một phần không thể thiếu khi nhắc đến những đặc điểm nét mặt của con người. Mỗi dáng lông mày đều mang một ý nghĩa riêng và có thể phản ánh một phần tâm hồn cũng như tính cách của mỗi người. Lông mày đứt đoạn dường như là một biểu hiện khá độc đáo và không phải ai cũng may mắn sở hữu. Như đã nói, người sở hữu dáng lông mày này thường được coi là có tính cách đố kỵ, xấu tính và thù dai. Nhưng liệu có phải mọi người đều như vậy? Trong thực tế, không ít người sở hữu kiểu lông mày đứt đoạn này lại là những con người tốt bụng, dễ thương và hoàn toàn không có những đặc điểm tiêu cực được đề cập. Họ sống tình cảm, đầy trách nhiệm và thậm chí rất quan tâm đến mọi người xung quanh. Có thể họ cũng từng nghe về những phán đoán từ nhân tướng học và áp đặt, buồn bã vì bị hiểu lầm. Nhưng điều gì đã khiến cho những quan điểm như vậy được hình thành? Nhân tướng học là một bộ môn nghiên cứu về việc diễn giải những đặc điểm trên khuôn mặt cơ thể để đưa ra những phán đoán về tính cách và số phận của mỗi người. Có lẽ trong quá khứ, một số trường hợp thực sự mang tính cách không tốt và có dáng lông mày đứt đoạn đã góp phần tạo ra hình mẫu này. Tuy nhiên, như mọi quan niệm truyền thống khác, nó có thể không còn phù hợp với thực tế hiện đại. Về phần người phụ nữ sở hữu kiểu lông mày đứt đoạn, những lời đồn đại về việc họ tuyệt tình, thích so đo tính toán và chỉ biết đến lợi ích của bản thân có thể gây ra không ít sự hiểu lầm. Không ít những gia đình hạnh phúc ấm áp với người mẹ, người vợ sở hữu kiểu lông mày này. Họ không chỉ là người phụ nữ tài giỏi mà còn là những bà mẹ, người vợ tận tụy và yêu thương gia đình. Thứ năm, sống mũi có sẹo hoặc nếp nhăn nằm ngang. Nhân tướng học là một hệ thống đánh giá tính cách và tương lai của một người dựa trên các đặc điểm về ngoại hình như vẻ mặt, mắt, mũi và nhiều đặc điểm khác. Một trong những yếu tố quan trọng trong nhân tướng học là mũi, và việc xem xét các vết sẹo hoặc nếp nhăn trên mũi có thể mang theo một số thông điệp về tính cách
và tương lai của người phụ nữ. Theo quan điểm của nhân tướng học, mũi đại diện cho sự hưng khởi sự nghiệp của người chồng. Mũi nếu có vết sẹo hoặc nếp nhăn rõ ràng nằm ngang có thể bị đánh giá là biểu thị sự không thuận lợi trong công việc của người chồng và có thể dẫn thân vào thời kỳ khó khăn và sụp đổ. Điều này thường dẫn đến một loạt suy đoán và tin tưởng về tương lai hôn nhân. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nhân tướng học là một phương pháp đánh giá khả năng chủ quan và không dựa vào khoa học. Nó là một hệ thống truyền thống và thường không có căn cứ khoa học chính thống để giải thích hoặc xác minh các quan điểm về mối quan hệ giữa vẻ ngoại hình và tính cách. Về phần vết sẹo hoặc nếp nhăn trên mũi, chúng có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể từ khi mới sinh ra đã có thể do tai nạn hoặc sự thay đổi trong quá trình trưởng thành. Thậm chí một số người có thể chọn can thiệp để thay đổi nó thông qua phẫu thuật thẩm mỹ. Những vết sẹo hoặc nếp nhăn này thường là một phần của câu chuyện cuộc đời mỗi người và chúng có thể mang theo những ý nghĩa cá nhân mà nhân tướng học không thể hiểu được. Hôn nhân là một sự kết hợp phức tạp giữa nhiều yếu tố, không chỉ bao gồm vẻ ngoại hình, sự hiểu biết, lòng tôn trọng, tình yêu chân thành và khả năng hỗ trợ lẫn nhau trong suốt cuộc hành trình của đời mới là yếu tố quan trọng trong việc xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc và bền vững. Không nên dựa hoàn toàn vào nhân tướng học để đánh giá một người hoặc dự đoán về tương lai của cuộc hôn nhân họ. Thưa quý vị, sự ảnh hưởng của phụ nữ đối với đời sống của nam giới đã và đang tạo ra nhiều câu chuyện, suy tư và trải nghiệm khác biệt. Đối với mỗi người, hình ảnh người phụ nữ trong cuộc đời họ có thể là một nguồn động lực, niềm tự hào, nhưng cũng có thể trở thành một nỗi ám ảnh, một bi kịch. Cuộc sống gia đình có thể trở nên phức tạp và khó khăn hơn khi một số kiểu đàn bà xuất hiện, gieo rắc những rạn nứt trong mối quan hệ và đẩy cuộc sống của người đàn ông đi vào bế tắc. Do đó, để hiểu rõ hơn về điều này, chúng ta hãy cùng đi sâu vào tìm hiểu 5 kiểu đàn bà khiến đời đàn ông lụi bại và gia đình tan nát ngay sau đây. Thứ nhất, sống chết vì chồng. Có lẽ có nhiều người sẽ suy nghĩ rằng tình yêu chung thủy, sẵn sàng hy sinh cho người mình yêu là một điều tốt và đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên đôi khi, tình yêu này có thể trở thành một sự quản lý ác độc và kiểm soát đối với đối phương. Ban đầu, phụ nữ thường nhận được sự tỏ lòng quan tâm và yêu thương từ phía người chồng. Điều này làm cho họ cảm thấy đặc biệt và được trân trọng, và họ cảm ơn sự chăm sóc này. Tuy nhiên, theo thời gian, sự quan tâm này có thể trở thành một sự gò ép. Phụ nữ cảm thấy họ cần phải báo cáo mọi việc cho người chồng, từ việc mua sắm đến việc thăm bố mẹ, bạn bè, hay thậm chí thời gian dành cho công việc. Họ có thể cảm thấy mất quyền tự quyết và tự do cá nhân. Mối quan hệ gia đình là một sự kết hợp phức tạp giữa hai người và cần phải tồn tại sự kính trọng và tự do cho cả hai phía. Quan trọng nhất, nó cần phải dựa trên tình yêu, sự hiểu biết và tôn trọng. Tình yêu không nên là một lý do để kiểm soát hoặc giam giữ đối phương. Trong một mối quan hệ hôn nhân, mỗi người cần có không gian và quyền tự quyết riêng tư. Điều này không chỉ giúp họ phát triển cá nhân mà còn làm cho mối quan hệ trở nên mạnh mẽ hơn. Có thể dành thời gian riêng tư để tham gia vào các hoạt động cá nhân, gặp gỡ bạn bè, thăm gia đình và thậm chí làm việc. Quan trọng nhất trong mối quan hệ hôn nhân, cần có sự cân nhắc và thảo luận trung thực về cách cân bằng giữa tình yêu và tự do cá nhân. Hai người cần phải thấu hiểu những cảm xúc và nhu cầu của nhau và cố gắng đạt được sự thỏa thuận mà cả hai đều hài lòng. Sự hiểu biết, tôn trọng và khả năng hỗ trợ lẫn nhau là những yếu tố quan trọng để xây dựng một hôn nhân hạnh phúc và bền vững. Không nên làm cho tình yêu trở thành một cái giam giữ, mà nên để nó trở thành nguồn động viên và sự cảm thông. Thứ hai, không hiếu thuận. Tình cảm và lòng hiếu thuận trong mối quan hệ gia đình là những điểm rất quan trọng để xây dựng một gia đình hạnh phúc và bền vững. Lòng hiếu thuận đối với bố mẹ là một yếu tố quan trọng đánh giá tính cách và phẩm hạnh của một người và có thể phản ánh cách họ đối xử với người khác trong cuộc sống hàng ngày. Một phụ nữ hoặc người con không hiếu thuận với bố mẹ đẻ thường có khó khăn trong việc hiểu và thấu hiểu tình cảm của người khác, bởi vì họ đã không tôn trọng và đối xử tốt với bố mẹ của mình. Tình cảm gia đình đầu tiên, tình yêu và lòng hiếu thuận đối với bố mẹ đẻ
là cơ sở của mọi mối quan hệ gia đình và xã hội. Nếu không thể tạo ra một cơ sở mạnh về tình cảm gia đình, thì khó khăn để xây dựng một cuộc hôn nhân và một gia đình hạnh phúc. Phụ nữ đóng một vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì gia đình hạnh phúc. Họ thường là người chăm sóc và tạo điều kiện cho tình cảm gia đình phát triển. Một phụ nữ hiếu thuận với bố mẹ đẻ thường hiểu lòng hiếu thuận của chồng và sẽ hiếu thuận với bố mẹ chồng. Điều này giúp họ thấu hiểu và cư xử hài hòa giữa hai bên gia đình. Việc hiểu và tôn trọng gia đình của chồng là điều quan trọng trong việc xây dựng mối quan hệ gia đình hòa thuận và một cuộc hôn nhân ổn định. Điều này giúp tạo ra môi trường hỗ trợ và tình cảm ấm áp trong gia đình, giúp mọi người cảm thấy được yêu thương và chấp nhận. Tuy nhiên, không nên ép buộc phụ nữ hoặc người con phải hiếu thuận một cách cưỡng chế. Hiếu thuận là một cảm xúc và tình cảm tự nhiên, không thể ép buộc. Quan trọng hơn, gia đình nên tạo điều kiện để tình cảm này phát triển tự nhiên và không bị áp đặt. Do đó, mối quan hệ gia đình là một quá trình tương tác, trong đó mỗi một người cần tôn trọng và thấu hiểu lẫn nhau. Sự hiểu biết và lòng hiếu thuận là những yếu tố quan trọng để xây dựng mối quan hệ gia đình hòa thuận và hạnh phúc. Thứ ba, thực dụng. Tiền bạc là một phần quan trọng trong cuộc sống của mọi người. Không thể phủ nhận vai trò quan trọng của nó trong việc cung cấp cho cuộc sống cơ bản và đáp ứng các nhu cầu vật chất. Tuy nhiên, khi sự quan tâm đối với tiền bạc trở nên áp đảo và vượt qua mọi giới hạn, nó có thể dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng, đặc biệt trong mối quan hệ và tình yêu. Người phụ nữ quá thực dụng có thể đặt tiền bạc và danh vọng lên trên mọi thứ khác trong cuộc sống của họ. Điều này có thể dẫn đến việc họ hy sinh những giá trị quan trọng như tình thân, tình yêu và lòng hiếu thuận đối với gia đình và người thân yêu. Họ có thể đánh mất cả nhân cách và sự đạo đức trong việc theo đuổi lợi ích và tiền bạc một cách mù quáng. Có trường hợp người phụ nữ thực dụng có thể quay lưng với gia đình, bạn bè và người yêu thương chỉ để đáp ứng những mong muốn cá nhân và thỏa mãn sự tham vọng về tiền bạc và danh vọng. Điều này có thể gây ra mất mát tình thân, làm tan vỡ những mối quan hệ quan trọng và gây ra sự tách rời trong gia đình. Đối với đàn ông, việc sống chung với một người phụ nữ thực dụng có thể trở thành một thách thức lớn. Họ thường không đánh giá cao những người phụ nữ chỉ quan tâm đến việc đối tác có thể cung cấp cho họ đủ tiện nghi vật chất hay không, mà thay vào đó, họ tìm kiếm sự kết nối tinh thần và tình yêu chân thành. Tình yêu không thể được đo lường bằng tiền bạc và tài sản vật chất. Điều quan trọng trong mối quan hệ là sự hiểu biết, lòng tôn trọng, tình cảm và sự hỗ trợ lẫn nhau. Người phụ nữ nên biết cân nhắc và đặt giá trị cho những khía cạnh tinh thần và tình cảm trong cuộc sống và không nên để tiền bạc và danh vọng chi phối mọi quyết định. Mối quan hệ hôn nhân cần phải dựa trên tình yêu chân thành và tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải trên sự thực dụng và sự quá mức quan tâm đối với tiền bạc. Tiền bạc có thể là một yếu tố quan trọng, nhưng không nên làm cho nó trở thành mục tiêu cuộc sống và tình yêu. Thứ tư, đa nghi. Sự ghen tuông và đa nghi trong mối quan hệ là một trong những vấn đề phức tạp nhất mà một số phụ nữ và đàn ông phải đối mặt. Tuy ghen tuông có thể là một phần tự nhiên của mối quan hệ, nhưng khi nó trở nên bệnh hoạn và đa nghi, nó có thể gây ra sự căng thẳng và đe dọa đến tình cảm và hôn nhân. Một phụ nữ có sự đa nghi nghiêm trọng thường có thái độ hoài nghi và luôn nghi ngờ người đàn ông của mình. Cô có thể kiểm tra điện thoại di động của người đàn ông, theo dõi mọi hành động của anh ta và tạo ra một môi trường căng thẳng trong mối quan hệ. Thậm chí, những sự nghi ngờ và hoài nghi này có thể xảy ra ngay cả khi không có bằng chứng cụ thể nào. Sự đa nghi này có thể khiến cho mọi thứ trở nên bất ổn và đe dọa đến hạnh phúc gia đình. Đa nghi không chỉ làm tổn thương mối quan hệ, mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của cả hai người. Đàn ông trong trường hợp này thường cảm thấy bị kiểm soát quá mức và không thể tự do thể hiện bản thân. Họ cảm thấy căng thẳng và luôn cảm thấy căng thẳng trong mối quan hệ và cuộc sống hàng ngày. Cuối cùng, họ có thể cảm thấy không còn tin tưởng vào mối quan hệ và bắt đầu tìm cách thoát khỏi nó. Mối quan hệ hôn nhân cần sự tôn trọng, tin tưởng và sự tự do. Đa nghi và sự kiểm soát quá mức
có thể làm suy yếu mối quan hệ này và gây ra sự căng thẳng không cần thiết. Nếu một phụ nữ cảm thấy mình đang trải qua sự đa nghi và ghen tuông, cô nên thử tìm cách giải quyết vấn đề thông qua trò chuyện và tìm hiểu về bản thân. Nếu cần, cô có thể tìm sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý hoặc có thể giúp cô vượt qua sự đa nghi, xây dựng một mối quan hệ hạnh phúc và bền vững. Thứ 5. Quan trọng hóa mọi chuyện. Thổi phồng mọi chuyện là một vấn đề mà nhiều người phụ nữ đôi khi phải đối mặt trong mối quan hệ của họ. Điều này có thể dẫn đến sự căng thẳng không cần thiết và đe dọa đến hạnh phúc của họ và đối tác. Khi một phụ nữ thổi phồng mọi chuyện, cô có thể nghi ngờ mọi hành động của người đàn ông mình. Chẳng hạn, nếu anh ta không bắt điện thoại trong một khoảng thời gian ngắn, cô có thể bắt đầu nghĩ rằng anh ta đang giấu điều gì đó quan trọng và có thể là một vấn đề trong mối quan hệ của họ. Mọi chuyện trở nên quá căng thẳng và nghiêm trọng hơn so với thực tế, và điều này có thể tạo ra sự căng thẳng không cần thiết trong mối quan hệ. Ngoài ra, khi người phụ nữ thổi phồng mọi chuyện, cô có thể đặt nặng những việc nhỏ nhặt và không quan trọng. Chẳng hạn, nếu người đàn ông quên mua một món đồ cô ấy dặn, cô ấy có thể thấy như là một sự bỏ lỡ quan trọng và bắt đầu càm ràm và trách móc anh ta. Điều này có thể làm cho người đàn ông cảm thấy không thoải mái và không quan trọng trong mối quan hệ. Quan trọng hóa mọi chuyện có thể gây ra sự căng thẳng và đe dọa đến mọi mối quan hệ. Một phần vì nó tạo ra sự không tin tưởng và nghi ngờ trong mối quan hệ, và một phần khác là nó làm tăng sự căng thẳng và xung đột trong cuộc sống hàng ngày. Mối quan hệ cần sự tin tưởng, tôn trọng và khả năng giải quyết mọi vấn đề một cách cởi mở và xây dựng. Thay vì thổi phồng mọi chuyện, cần tìm cách thảo luận và giải quyết vấn đề một cách xây dựng, cởi mở và thông cảm. Nếu người phụ nữ cảm thấy mình đang thổi phồng mọi chuyện và gây ra sự căng thẳng không cần thiết trong mối quan hệ, cô có thể cân nhắc tìm kiếm sự hỗ trợ từ các chuyên gia tâm lý hoặc tâm lý học để giúp cô xây dựng mối quan hệ hạnh phúc và bền vững hơn. Thứ 6. Chia sẻ mọi bí mật riêng tư cho bạn bè. Thói quen chia sẻ mọi bí mật riêng tư với bạn bè là một vấn đề mà nhiều phụ nữ phải đối mặt trong mối quan hệ của họ. Mặc dù việc tâm sự và thảo luận vấn đề cá nhân có thể giúp làm giảm căng thẳng và cảm giác gần gũi, nhưng nó cũng có thể gây ra sự căng thẳng và thách thức đối với mối quan hệ và tình cảm của họ. Nhiều phụ nữ có xu hướng chia sẻ mọi điều với bạn thân của mình, bất kể đó là điểm tốt hay xấu của bạn trai hoặc chồng, hoặc những khó khăn và trục trặc trong mối quan hệ của họ. Họ có thể cảm thấy thoải mái khi tìm kiếm lời khuyên hoặc chia sẻ cảm xúc với người bạn thân và thường xem đó như là một cách để thể hiện sự gắn kết và sự tin tưởng trong mối quan hệ bạn bè. Tuy nhiên, quan điểm này không phải lúc nào cũng được đàn ông đánh giá cao. Đối với nhiều đàn ông, việc chia sẻ mọi chi tiết về cuộc sống cá nhân và mối quan hệ với bạn bè, thậm chí là người thân, có thể được coi là việc làm không tôn trọng quyền riêng tư của đối tác. Họ cho rằng mọi người đều có cuộc sống riêng tư và những bí mật riêng tư, và việc tiết lộ mọi thứ cho bạn bè không nên được khuyến khích. Điều này có thể dẫn đến sự không thoải mái và căng thẳng trong mối quan hệ. Ngoài ra, việc chia sẻ quá nhiều thông tin cá nhân có thể gây ra những vấn đề và xung đột không cần thiết. Đôi khi, những thông tin mà bạn chia sẻ với bạn bè có thể bị hiểu lầm hoặc sử dụng không đúng cách, dẫn đến những hậu quả không mong muốn. Mối quan hệ hôn nhân cần sự tôn trọng và sự tin tưởng lẫn nhau. Thay vì chia sẻ mọi chi tiết với bạn bè, người phụ nữ và đàn ông cần tìm cách thảo luận và giải quyết vấn đề trong mối quan hệ một cách riêng tư và tôn trọng. Điều này có thể giúp duy trì sự tin tưởng và gắn kết trong mối quan hệ. Nếu cảm thấy cần phải chia sẻ với bạn bè, cần lựa chọn những người bạn tin tưởng và biết giữ bí mật và chỉ chia sẻ những thông tin mà bạn thoải mái để chia sẻ. Quan trọng là giữ được sự cân bằng giữa việc tạo mối quan hệ tốt với bạn bè và bảo vệ quyền riêng tư của bạn trai hoặc chồng. Thứ 7. Thích ra lệnh. Trong mối quan hệ hôn nhân, công việc gia đình thường được coi là trách nhiệm của cả hai người, và việc cùng nhau chia sẻ và hoàn thành các nhiệm vụ là một phần quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ hạnh phúc và cân bằng. Tuy nhiên, một số phụ nữ có thể có thói quen thích ra lệnh và ép chồng phải làm theo ý mình.
điều này có thể gây ra những vấn đề trong mối quan hệ. Khi phụ nữ thường ra lệnh và ép chồng làm việc theo ý mình, điều này có thể gây ra sự căng thẳng và xung đột trong mối quan hệ. Chồng có thể cảm thấy không được tôn trọng và bị áp lực. Điều này có thể dẫn đến sự nhàm chán và thất vọng từ phía chồng. Người phụ nữ thông minh thường hiểu rằng, để duy trì mối quan hệ hôn nhân mạnh mẽ, cần phải phân công nhiệm vụ một cách khéo léo và công bằng. Thay vì ra lệnh, họ có thể thảo luận và thỏa thuận với chồng về cách chia sẻ trách nhiệm gia đình. Điều này giúp họ cùng nhau làm việc một cách hài hòa và vui vẻ, trong khi vẫn duy trì sự tôn trọng và hỗ trợ cho nhau. Cách cư xử khéo léo và biết lắng nghe ý kiến của chồng là điểm quan trọng trong việc duy trì mối quan hệ mạnh mẽ. Thay vì ép buộc hoặc ra lệnh, hãy thử thảo luận và đặt ra câu hỏi về ý kiến của chồng. Hãy lắng nghe và tôn trọng ý kiến của anh ấy và cố gắng tìm ra giải pháp mà cả hai đều cảm thấy thoải mái. Quan trọng nhất, cần nhớ rằng, mối quan hệ hôn nhân là về việc làm cùng nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Cách bạn tương tác với chồng có thể ảnh hưởng đến tình cảm và hạnh phúc của mối quan hệ. Thứ 8. Đanh đá, chùa ngoa. Đàn ông thường tìm kiếm một người phụ nữ đáng yêu, biết lắng nghe và hiểu mình. Không phải là một người chỉ biết đanh đá chua ngoa và luôn tạo ra sự căng thẳng trong quan hệ. Ban đầu có thể có những đặc điểm đanh đá và tính cách riêng của phụ nữ có thể thu hút đàn ông. Tuy nhiên về lâu dài, chính cách cư xử và hành động của phụ nữ đanh đá có thể khiến đàn ông cảm thấy không thoải mái và căng thẳng trong mối quan hệ. Mối quan hệ tình yêu cần có sự hiểu biết, khoan dung và khả năng thấu hiểu lẫn nhau. Các mâu thuẫn và đanh đá không thể tránh khỏi trong cuộc sống, nhưng cách giải quyết chúng là điều quan trọng. Thay vì đánh nhau và chua ngoa, hai người nên cố gắng hiểu lẫn nhau, thảo luận vấn đề và tìm ra giải pháp mà cả hai đều cảm thấy thoải mái. Một người phụ nữ đáng yêu là người biết thấu hiểu và ủng hộ đàn ông trong mọi tình huống, không phải là người gây ra sự căng thẳng và xung đột. Mối quan hệ tình yêu cần sự hòa hợp và tôn trọng lẫn nhau, và chỉ có cách đó mới giúp nó kéo dài và hạnh phúc. Thứ 9. Thích tiêu xài phung phí. Những phụ nữ thích tiêu xài phung phí thường đánh giá giá trị của mọi thứ dựa trên tiền bạc và sự giàu sang. Họ có thể coi tiền là thước đo duy nhất của hạnh phúc và thành công, và dường như chỉ tôn trọng những người có tài sản và sự thịnh vượng về tài chính. Đối với những người đàn ông đang tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc và đối tác đời, phụ nữ có tư cách này không được xem là lựa chọn lý tưởng. Trong mối quan hệ, tình cảm tôn trọng và sự tương thân tương ái thường là những yếu tố quan trọng hơn so với tiền bạc và giàu sang. Đàn ông thường tìm kiếm một người phụ nữ có thể cùng họ xây dựng một tương lai ổn định và hạnh phúc, nhưng không phải là người chỉ quan tâm đến tiền bạc và phung phí không kiểm soát. Sự tiêu xài và phung phí không kiểm soát có thể gây ra những vấn đề trong mối quan hệ như áp lực tài chính, mất cân bằng trong việc quản lý tiền bạc và gây ra xung đột. Đàn ông thường cảm thấy không thoải mái khi sống với một người phụ nữ chỉ biết tiêu xài mà không quản lý tài chính một cách có trách nhiệm. Mối quan hệ tình yêu cần sự cân bằng và tôn trọng lẫn nhau, cũng như khả năng làm việc cùng nhau để xây dựng một tương lai hạnh phúc. Tiền bạc có vai trò quan trọng trong cuộc sống, nhưng nó không nên là trọng tâm duy nhất của một mối quan hệ. Việc quản lý tài chính có trách nhiệm và biết kiểm soát tiêu xài là điều quan trọng để duy trì mối quan hệ mạnh mẽ và bền vững. Đàn ông thường cảm thấy không thoải mái khi sống cùng một người phụ nữ chỉ quan tâm đến tiền bạc và đãng trí tiêu xài mà không có kế hoạch hoặc quản lý tài chính một cách có trách nhiệm. Mối quan hệ cần sự cân bằng giữa việc tận hưởng cuộc sống và quản lý tài chính và khả năng làm việc cùng nhau để xây dựng một tương lai hạnh phúc. Quý vị thân mến, trên cuộc đời, mối quan hệ tình cảm chắc chắn đóng vai trò quan trọng. Và trong mối quan hệ này, nếu phụ nữ có những đặc điểm nhất định, đàn ông có thể phải đối mặt với những khó khăn và rủi ro không nhỏ. Không phải vì nguyên nhân nào, đôi khi đàn ông có thể lụi bại và nghèo khổ suốt đời, không chỉ về mặt tài chính mà còn về mặt tinh thần và xã hội. Vì vậy, mối quan hệ đòi hỏi sự hiểu biết, tôn trọng và quan tâm từ cả hai phía. Do đó, cả những phụ nữ và đàn ông đều đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Để có một mối quan hệ hạnh phúc và bền vững,
cần phải tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, cùng nhau xây dựng một tương lai mà cả hai đều hạnh phúc. Ngoài ra, sự cân bằng và sự quản lý tài chính có trách nhiệm cũng rất quan trọng để duy trì mối quan hệ mạnh mẽ và ổn định. Đối với phụ nữ, có những điều khiến họ trở nên đặc biệt, nhưng cũng có những điều đưa họ đến những khó khăn, thách thức trong cuộc sống. Hãy luôn tỉnh táo, nhận biết và tự cải thiện bản thân để mỗi bước đi trên con đường đời này đều mang lại ý nghĩa và giá trị thực sự. Cuối chương trình, xin kính chúc quý vị thành công và luôn vui vẻ trên hành trình cuộc đời mình. Chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh Ngẫm Thế Gian để ủng hộ thêm cho ban biên tập chương trình và được lắng nghe thêm nhiều lời dạy bổ ích và triết lý cuộc sống. Thời lượng video xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau trên kênh Ngẫm Thế Gian.